Con tên là Ngọc Linh, năm nay con lên lớp 3. Sở thích của con đọc truyện tranh, đọc sách và xem tivi. Ai dạy con nói nhanh dữ, mới vô làm lèo lèo. Mẹ con là chiếc host người dẫn chương trình Tương Lai, chương trình truyền hình thực tế hoàn toàn mới dành cho các em nhỏ tuổi từ 8 đến 12 trải nghiệm ước mơ trở thành người dẫn chương trình thực sự. Dạ, con muốn trở thành một cô bé mạnh dạn. Cái tính nhút nhát của con nó biến khỏi cái cơ thể của con. Ở trong nhà thì con nói chuyện rất là thông minh, nhưng mà khi con ra ngoài thì con rất là bẽn lẽn. Con là cô gái đẹp, nhưng mà con thấy là con cũng có nhiều lòng nhân ái, nhưng mà phải cần có nhiều hơn. Nếu như chọn một trong hai người đó, con sẽ chọn con. Tại vì con rất là thương anh hai con. Qua những bài học và bài tập thử thách đầy bất ngờ, các em khám phá những khả năng chưa từng bộc lộ. Một hành trình thú vị đang chờ đợi những người dẫn chương trình Tương Lai khám phá. Chào các bạn, mình tên là Băng Yến Thanh, mình là thành viên của lớp học trò người dẫn chương trình Tương Lai. Xin chào các bạn, đây là con heo của mình mà mình dạy bị mất một cái chân ở đây rồi. Chiếc áo dài này được may rất kỳ công, phải khoảng tới 2 tháng mới làm xong chiếc áo dài xinh xắn này. Các bạn ơi, chơi tòa he rất là thú vị. Nếu các bạn thích thì các bạn vô đây chơi cùng mình nhé. Một phút dành cho Thấm Chi. Mời con. Dạ, nói cái gì? Đón theo dõi các tập phát sóng vào 20:30 tối thứ sáu hàng tuần trên HTV9, bắt đầu từ 17 tháng 7, 2015.